Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình VTV Network. Sau đây mời quý vị theo dõi phần bình luận với tựa đề Bàn tay lồng lá. Bài viết do ký giả Nguyễn Đạt Thịnh biên soạn qua chương trình bày. Thưa quý vị, đa số người Việt Nam hiểu bàn tay lông lá là bốn chữ dùng để ám chỉ cơ quan tình báo CIA của Hoa Kỳ và không ai ưa hoạt động của cơ quan này. Nhiều người kết tội là chính bàn tay lông lá đã bức tử Tổng thống Ngô Đình Diệm và hành động đó 12 năm sau đã đưa tới việc Hoa Kỳ bức tử Nam Việt Nam, khiến cho gần 100 triệu người Việt cho đến giờ phút này vẫn còn lầm than trong địa ngục Cộng sản. Người Thổ Nhĩ Kỳ đang chia sẻ cảm giác chán ghét đó của người Việt Nam. Tổng thống của Thổ Nhĩ Kỳ, ông Tayyip Erdogan, yêu cầu Hoa Kỳ là đem ông đạo sĩ có tên là Gulen về Hoa Kỳ, hay là gửi ông ta đến tu ở tại một nước khác. Chứ Thổ Nhĩ Kỳ không muốn chứa chấp ông nữa, bởi vì chính phủ của Thổ Nhĩ Kỳ là ông đứng sau lưng cuộc đảo chánh ngày 15 tháng 7 vừa qua. Thật ra thì ông Gulen không phải là một người Mỹ, mà chỉ là một thường trú nhân Mỹ gốc Thổ Nhĩ Kỳ. Ông là một nhà tù xuất, một chính khách, một chí sĩ tài giỏi, không tham chính và có nhiều thành tích về giáo dục. Những người Thổ Nhĩ Kỳ ái mộ ông đã thiết lập vài trăm ngôi trường giáo dục theo kiểu Mỹ và giúp mở rộng kiến thức cho cả trẻ em lẫn người lớn. Ông không là giáo chủ của một giáo phái, mà chỉ chủ trương một trường phái vận động cho chính sách dân chủ đa đảng và đào tạo những chính khách trong sạch, tận tụy, phục vụ cho quần chúng. Đã có một thời ông được Tổng thống Erdogan coi như là một người bạn thân, nhưng sau những đợt tố tham nhũng, ông Gulen thực hiện, giao tình giữa ông bớt mật thiết. Nguyên nhân của cuộc đảo tránh xảy ra cũng là chống tham nhũng. Một đơn vị quân đội đưa thiết giáp lại, đóng nút ở trên nhiều trục giao thông, Tuy nhiên, họ đã gặp thái độ phản đối của thường dân người Thổ Nhĩ Kỳ, đã quá chán ngán với ba cuộc đảo chính trước đây. Nhưng chúng đổ ra đường, đối diện với lực lượng đảo chính và bảo nhóm quân nhân là họ cũng không ưa gì tham nhũng và cũng muốn thay đổi tình chính phủ nhưng không thay đổi bằng cách đảo chính. Họ bảo những sĩ quan chỉ huy là tiện nghi kinh tế tuột dốc suốt giai đoạn 10 năm sau mỗi cuộc đảo chánh và thách thức giới quân nhân cộng tác với cử tri dân sự để hạ bệ tổng thống erdogan trong cuộc tuyển cử sắp tới gặp bế tắc ngay từ trong nước các tướng lãnh cầm đầu cuộc đảo tránh càng bối rối hơn vì dư luận quốc tế cũng cực lực phản đối họ hoa kỳ nato và liên minh châu âu kêu gọi phe đảo tránh tôn trọng chế độ dân chủ và những chính khách dân cử chỉ riêng ai cập cho là đảo tránh đôi khi cũng cần thiết ít nhất thì đó cũng là kinh nghiệm riêng của họ khi họ đảo tránh chính phủ hồi giáo dân cử và lợi dụng thế lòng cộng chính trị của phe đạo tránh, thủ tướng có tên là Binali Yederim đã lệnh cho các đơn vị đạo tránh trở về căn trại, để rồi bắt giam 6.000 quân nhân. Trong số đó có 29 tướng lãnh cùng với lại 2.745 thẩm phán. Những viên chức tư pháp này cũng theo phe đạo tránh để chống tham nhũng. Mặc dù chưa xảy ra những cuộc chạm trán quyết liệt giữa hai phe đạo tránh và chống đạo tránh, nhưng phe đạo tránh cũng đã có 104 quân nhân tự trận. Tổn thất của phe đảo tránh là hàng trăm thường dân, cảnh sát và binh sĩ thân chính phủ bị giết. Tổng thống Obama kêu gọi chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ là tự chế trong việc trừng phạt nhóm quân nhân đảo tránh và lớn tiếng minh oan cho Hoa Kỳ, cho rằng Hoa Kỳ không có bất cứ vai trò nào trong cuộc đảo tránh này. Mặc dù ông Gulen có sống một thời gian trên đất của Hoa Kỳ và mến mộ nền văn hóa của Hoa Kỳ. Tổng thống Barack Obama cũng đã cảnh cáo các quốc gia đồng minh là đừng nghi kỳ Hoa Kỳ có liên hệ đến cuộc đảo chánh tại Thổ Nhĩ Kỳ, bởi vì điều hiểu lầm đó rất là tác hại và tình nghĩa đồng minh và tạo trở ngại cho công cuộc chiến đấu chống quân khủng bố ISIS. Do kinh nghiệm cuộc đảo chánh năm 1963, nhiều người Việt Nam không tin lời Obama và nhất là những người đang đọc những bí quyết, những bí mật quốc phòng được giải mật. Trong đó có những tiết lộ của chính các yếu nhân của Hoa Kỳ về cuộc đảo chánh này. Tài liệu trong văn khố của Hội đồng An ninh Quốc gia ghi nhận một buổi họp ở tại Bạch Cung vào ngày 29 tháng 10 năm 1963. Hai ngày trước ngày đảo chính là ngày 11 tháng Giêng năm 1963. Cho thấy rằng Tổng trưởng Tư pháp có tên là Bobby Kennedy là em ruột của Tổng thống JF Kennedy đã góp ý là Hoa Kỳ không nên ủng hộ cuộc đảo chính. Vì thái độ ủng hộ của đảo chính sẽ làm cho Hoa Kỳ phải chịu trách nhiệm về sự ngã ngũ của chiến tranh. Một chính khách khác góp ý đảo tránh tại Việt Nam sẽ không giản gì như là đảo tránh tại Iraq hoặc là tại Nam Mỹ, vì chúng ta đã liên can vào một cuộc chiến quá nhiều. Giáo sư John Brados là tác giả rất nhiều sách viết về chiến tranh Việt Nam, đã nêu lên một giai thoại nhỏ rằng cuộc điện đàm cuối cùng giữa Tổng thống Ngô Đình Diệm và Đại sứ của Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông Henry Cabot Lodge. Ông Diệm hỏi rằng, xin ông đại sứ cho biết rằng thái độ của Hoa Kỳ đối với lại cuộc đảo tránh đang diễn ra. Ông Lodge trả lời, Tôi không nắm vững tình hình cho nên không thể trả lời tổng thống được. Thưa quý vị, mặc dù thớ lợ là, là đặc tính của ngôn ngữ ngoại giao, nhưng ông Lodge đã đi quá mức thớ lợ để trở thành giả dối tội phạm và cái tội ám sát lãnh tụ một quốc gia đồng minh. Cho đến giờ này, thì người Mỹ vẫn nói rằng họ không chủ trương giết ông Diệm, mặc dù họ chủ trương đạo trắng. Câu nói chót của ông Lodge chứng minh đó là Hoa Kỳ đã không cứu ông Diệm vào phút mà họ thừa sức để cứu ông. Trở lại với lại cuộc đảo tránh ở tại Thổ Nhĩ Kỳ, sau 3 ngày căng thẳng, giao tình giữa Hoa Kỳ và Thổ Nhĩ Kỳ có dấu hiệu cải thiện. Vào hôm Chủ nhật 17 tháng 7, 2016, phát ngôn viên của giác đài Peter Cook cho phóng viên truyền thông biết là Thổ Nhĩ Kỳ đã mở không phận cho chiến đấu cơ của Hoa Kỳ cất cánh từ căn cứ Inselic bay vào Syria, nối tiếp hoạt động oanh kích quân ISIS. Không chỉ giới hạn vào việc cấm bay, người Thổ Nhĩ Kỳ còn cắt điện phần căn cứ Inselic họ dành riêng cho không quân của Hoa Kỳ, khiến cho lính của Hoa Kỳ phải dùng điện do máy phát điện lưu động cung cấp. Izalik nằm về phía nam của Thổ Nhĩ Kỳ và nằm gần biên giới Syria, cho nên rất thực dụng cho chiến đấu cơ của Hoa Kỳ trong những phi vụ không yểm du kích Trung Đông chống trả lực lượng ISIS lẫn quân đội của Syria. Mặt khác, hôm Chủ nhật, trong lễ truy điệu 290 người tử trận vì chống đảo chánh trong một thánh đường ở Istanbul, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ông Erdogan đã nghẹn ngào xúc động không đọc hết được một bài điếu văn. Thương tiếc những người dân, những người lính và cảnh sát đã bị giết. Ông hứa hẹn sẽ trừng phạt và tiêu diệt mầm mống phản loạn. Thưa quý vị, sau 40 năm sống trên lãnh thổ của Hoa Kỳ, chúng ta biết khá rõ về con voi của Hoa Kỳ. Nó không phải là cái quạt, cũng không phải là cái cột nhà hay là con đĩa khổng lồ của năm ông thầy bói mù thích nói mò. Chúng ta cũng hiểu khá nhiều về tổ chức tình báo hải ngoại CIA, mặc dù không mấy người Việt Nam có cảm tình với lại bàn tay lông lá, cơ quan đã trực tiếp nhúng tay vào cuộc bức tử Nam Việt Nam. Thưa quý vị, vừa rồi là phần bình luận với tự đề Bàn tay lông lá, bài viết do ký giả Nguyễn Đạt Thịnh biên soạn qua chương trình bày. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp quý vị vào phần bình luận lần tới.